Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Amen. Vừa rồi là cách cầu nguyện tốt nhất để được lãnh hồng ân, hướng dẫn và cứu rỗi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Đó là sự dạy dỗ của Thiên Chúa Giê-xu. Nhân loại nhớ sốt sắng chấp hành theo những lời cầu nguyện vừa rồi. Kính thưa đồng bào quý mến, đây là những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra cho nhân loại được biết, và đặc biệt ưu ái cho dân tộc Việt Nam chúng ta được biết trước. Và giờ đây Thánh Gióng đã làm nhiều màu khác nhau rất là tuyệt vời. Những hình ảnh đặc biệt này có phép lạ đi chung, phép lạ của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho những ai thành khẩn thỉnh những hình ảnh này. Đây là ông bà tổ chúng ta, ông rồng và bà phụng việc đã hiện ra. Ông rồng ở phía trên, còn bà phụng vàng ở phía dưới, rất rõ ràng. Và đây là hình ảnh bà phụng vàng, bà tổ của chúng ta. Đây, bà tổ của chúng ta. Và đây là ông tổ của chúng ta, ông rồng vương đạo Việt, Việt vương đạo. Và đây là hình ảnh Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương, một trong những ông tổ của chúng ta. Và đây là hình ông tổ chúng ta đã được phóng lớn ra. Ông tổ đã hiện ra cùng bà tổ chúng ta ngày 2 tháng 5 năm 2010. Kế đến là sư tử nhà Chúa, sư tử nhà Giuđa. Sách Khải Huyền có nói về phần này: sư tử cha bảo vệ sư tử con. Đây là Đức Mẹ Maria luôn luôn cầu nguyện cho tất cả nhân loại được hưởng hồng ân của Thiên Chúa Giê-xu ban cho. Chúng ta thành kính cảm ơn Đức Mẹ vô cùng. Đây là sư tử nhà Giuđa, đây là sư tử Chúa. Sư tử này nói lên quyền năng của Thiên Chúa Giê-xu. Trong sách Khải Huyền, John 5:1 Revelation có nói về phần này. Hình ảnh này để nơi làm việc, hoặc là trong nhà chúng ta, hoặc là phòng ngủ con gái của chúng ta, thật là tuyệt vời. Còn màu xanh lá cây này, sư tử nhà Chúa
để phòng con trai của chúng ta. Và đương nhiên những hình ảnh này để nơi làm việc của chúng ta rất là trang trọng và sang trọng và đầy quyền năng. Kể đến nữa là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra rất rõ ràng. Linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra rất rõ ràng. Kính thưa đồng bào thương mến, hàng triệu linh hồn đã hiện ra trong bức ảnh này, đã chụp được tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Tiên chúng ta cũng đã được hiện ra tại trên nền trời tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ngày 2 tháng 5 năm 2010, và linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra tại nền trời tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ngày 31 tháng 1 năm 2010. Bà tổ của chúng ta hiện ra cùng ông tổ chúng ta ngày 2 tháng 5 năm 2010. Đây là bà Phụng Việt, và đây là ông tổ của chúng ta, ông rồng Vương Đạo Việt, rồng sư tử Việt Vương Đạo. Tất cả những hình ảnh này đều có mang những phép lạ đi chung. Khi những ai ước ao được thỉnh những hình ảnh này để trong nhà hoặc nơi làm việc hoặc ở những nơi trang nghiêm, đồng bào hãy đến đây, văn phòng triển lãm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại mở cửa từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và Chúa Nhật. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mở cửa từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đặc biệt ngày Chúa Nhật mở cửa từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Đồng bào hãy đến đây để thỉnh những hình ảnh phép lạ vĩ đại này, đồng thời thỉnh nhạc tĩnh tâm thiền định của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Đồng bào hãy nhắc nhở với nhau, hãy đến đây để chiêm nghiệm những phép lạ vĩ đại của Thượng Đế ban cho nhân loại vào thời mạt kiếp này. Và đây là những hình ảnh màu gốc. Và đương nhiên ở đây có những hình ảnh màu đậm và màu lợt. Màu lợt tức là hình ảnh màu gốc. Màu đậm là hình ảnh là màu đậm hơn. Và thưa đồng bào, đây là quốc kỳ của nước Vương Đạo Việt, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta, và Bảo Thánh Giống thông báo lại cho đồng bào được biết. Tất cả những hình ảnh này nếu mà đồng bào phóng lớn ra để tại nơi làm việc hoặc ở tại phòng khách nhà của chúng ta thì rất là sang trọng và đầy quyền năng của Cha Trời Thượng Đế ngự trị ban cho chúng ta. Và đây là sư tử nhà Chúa. Sách Khải Huyền có nói về phần này.
sư tử bảy đầu bảy mắt. Đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu. Đây là màu gốc thì ở trên này. Là màu đậm hơn. Và đây là màu gốc thì ở trên này. Đây là màu gốc. Đây là màu đậm hơn. Đây là màu gốc. Và đây là màu đậm hơn. Đây là ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta. Ông rồng ở phía trên và bà phụng Việt ở phía dưới đã hiện ra ngày 2 tháng 5 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Đây là ông bà tổ tiên của chúng ta, ông rồng vương đạo Việt và bà phụng Việt đã hiện ra ngày 2 tháng 5 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.